Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức buổi làm việc với các ngành có liên quan để lấy ý kiến dự thảo đề xuất đầu tư đối với dự án khu đô thị mới phía Tây thành phố và dự án khu đô thị mới phía Nam thành phố. Buổi làm việc do bà Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên chủ trì. Theo đó, dự án khu đô thị mới phía Tây thành phố có vị trí lập đề xuất tại phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, diện tích khoảng trên 216 ha. Dự án khu đô thị mới phía Nam thành phố có vị trí tại phường Mỹ Thới, diện tích khoảng 58 ha. Dự kiến hai khu đô thị mới sẽ được đầu tư xây dựng với các khu chức năng hỗn hợp gồm khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, căn hộ thương mại dịch vụ, khu công trình đa năng, công trình giáo dục, khu trung tâm thương mại, khu công viên công cộng. Cả hai dự án trên sẽ được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Việc lập đề xuất đầu tư hai dự án khu đô thị mới nhằm phục vụ cho nhu cầu và mục tiêu phát triển đô thị thành phố Long Xuyên theo hướng văn minh hiện đại, hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại 1, đồng thời tạo quỹ nhỡ đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố Long Xuyên.